Video này được tài trợ bởi đồ chơi công nghệ 7. Đến đây với sản phẩm One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bass sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne, đeo lên auto đẹp trai. Thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng bảo hành đầy đủ 12 tháng. Ưu đãi dành riêng cho người xem The Reviewer. Mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá lên đến 299k. Mua ngay. Giờ thì The Nun 2 đã ra mắt tại rạp từ mùng 8 tháng 9 rồi. Các bài review cũng đã nhan nhản trên mạng. Và đâu đó chắc chắn bạn sẽ đọc được một cái review chê như thế này: phim tệ vãi đái, nhảm nhí, mấy cái series càng làm càng tệ, xem phim mà buồn ngủ, xem phim mà ngồi cười. Hoặc là các post đại loại như thế, nhưng tục ngữ hơn và văn mẫu 18 cộng hơn. Sau khi cày lại phần 1 của The Nun để làm một video khá láo về nó, chắc chắn sẽ lên sóng vào vài hôm nữa, thì tôi thấy phần 2 của phim này không tệ đến thế. Ít nhất là so với những phim kinh dị ra mắt trong thời gian gần đây, mà trái lại nó còn làm tốt ở khá nhiều mặt. Trước khi kéo xuống comment bán kênh rồi, lại nhận tiền seeding rồi, thì hãy cùng xem hết video này để xem ý kiến của chúng tôi về phim như thế nào nhé. Lưu ý, video có chứa spoiler, thế nên là hãy cân nhắc nếu bạn chưa xem phim. Đầu tiên thì chúng ta nói sơ qua về quỷ sơ Valak, con quỷ mạnh nhất từng xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh The Conjuring. Valak xuất hiện lần đầu tiên trong The Conjuring 2 với tư cách là con quỷ chính. Valak khác với Annabelle hay những con ma khác, Valak thể hiện rằng nó có đầu óc hơn, biết dùng mưu kế đánh lừa loài người và sử dụng nhiều hình dạng khác nhau để dọa dẫm người ta. Nhưng mà vẫn hơi yếu khi mà bị Lorraine hạ ngay sau khi tụng kinh. Sau đó thì Valak xuất hiện trong Annabelle Creation. Đầu tiên là ở một bức ảnh chụp tu viện cổ, sau đó là trong after credit của phim. Tất cả là để báo hiệu rằng phần phim The Nun sẽ được ra mắt, gợi lên biết bao sự hứng thú cho người xem. Và fact, The Nun phần 1 tệ ghê gớm, kịch bản đầy lỗ hổng, hành động của Valak thì đần độn, không hề rõ ràng mục đích của nó là chiếm lấy một cơ thể để thoát ra khỏi tu viện. Đạo diễn rõ ràng đã biến tất cả khán giả thành một đàn gà muốn tìm đồ ăn mà cuối cùng lại nhặt một đống sạn bỏ vào mồm. The Nun 1 nhận số điểm cực thấp trên các chuyên trang đánh giá, từ điểm của chuyên gia cho đến điểm của khán giả đại chúng. Vậy người ta có đi xem phim không? Có. Thậm chí The Nun 1 trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất vũ trụ The Conjuring với 365 triệu đô doanh thu toàn cầu. Mà trong khi đấy, kinh phí sản xuất chỉ có đâu đấy 22 triệu đô. Và lợi nhuận như thế thì tội gì mà không làm tiếp phần 2? Ở cuối phần 1, chúng ta đã biết được Valak đã thoát ra ngoài bằng cách nhập vào Frenchie, hay tên thật là Maurice. Câu chuyện ở phần 2 xảy ra sau đó một thời gian. Lúc này cha Burk đã tèo vì dịch bệnh. Một lý do rất trực tiếp để giải thích, nhưng không sao lắm, vì tác dụng của ông này thì khác gì Sakura trong đội 7 đâu. Sir Irene thì quay về nhà thờ tiếp tục làm giáo viên. Valak thì lợi dụng Frenchie đi khắp nơi, tàn sát các tu sĩ ở giáo đường xung quanh Romania. Giờ thì anh làm vườn tại một trường nữ sinh. Những vụ sát hại kia dần truyền đến tai của giáo hội, và họ nhận ra tất cả đều là tác phẩm của Valak. Giáo hội một lần nữa tìm đến Sir Irene để bắt cô giải quyết vụ này. Irene cũng nhận ra ngay Frenchie là đứa bị nguyền, thế là phải chấp nhận điều tra để trả ơn cứu mạng của anh. Với cả căn bản giáo hội cũng không cho từ chối. Đồng hành lần này với Irene là Sir Debra, một nữ tu chưa vấn khăn do Storm Wraith thủ vai, cái cô mà đóng nhân vật chính ở trong Missing ấy. Cơ mà trong phim này nhìn lại hơi giống Jordan Peele giả gái, trông hài đó phết. Nữ tu này thì cũng không đóng góp được gì cả, chỉ là gợi ý cho Irene về sức mạnh niềm tin thôi. Hai người này bắt đầu lên đường điều tra tung tích của Frenchie, đồng thời tìm hiểu mục đích hành động của con quỷ. Đấy, đại khái bối cảnh phim là như vậy. Bây giờ thì tôi xin được mạn phép chê. Với tư cách là một bộ phim kinh dị thì The Nun 2 siêu tệ. Ở nửa đầu nhịp phim rất chậm, kết hợp với điều hòa man mát thì rất dễ đi vào giấc ngủ. Đạo diễn có cố lồng ghép đan xen những phân cảnh kinh dị vào, nhưng mà theo tôi đánh giá là nó chưa đủ. Một là nó chưa đủ đáng sợ và giật gân như tôi nghĩ, thậm chí là còn khá dễ đoán nếu bạn đã xem nhiều phim kinh dị. Hai là phim không tạo được cái sự bí bách và căng thẳng. Thường thì tính mạng các nhân vật trong phim càng ngày càng gặp nguy hiểm. Đằng này con quỷ cứ nhởn nhơ với mấy đứa vai chính, dọa này dọa nọ, còn với vai phụ thì thẳng tay khử luôn. Mà khử rất nhanh gọn, chả kịp nhìn thấy gì, chả thấy bạo lực máu me gì hết. Đã thế phim lại còn khá tối, phân cảnh duy nhất đánh bà hiệu trưởng thì cũng mù mờ che hết mấy pha bạo lực, làm tôi không thể không nghĩ rằng nhà sản xuất đang muốn tiết kiệm chi phí CGI. Phần điều tra của Sir Irene khá là dài dòng, nhiều phân đoạn cứ như cố gắng chèn vào vậy. Ví dụ như đoạn Irene đến khách sạn và gặp được thằng bé ở vụ sát hại cha xứ đầu phim. Thằng bé này thì không đưa cô cái dây chuyền thánh giá luôn, mà xong Irene thì lại bị đưa vào một cái vision khác, tiết lộ về cái thánh tích rồi ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thằng nhóc kia đưa cái thánh giá đến từ bao giờ rồi. Nói chung là khá là gượng. Tình tiết trong phim không hề được xây dựng tốt. Frenchie thì trông giống như hốt cả mẹ con giáo viên ở trường. Tình cảm sinh tử của Irene và Frenchie cũng không được khắc họa tốt lắm. Tóm lại là việc cứu sống Frenchie không mang lại một tí cảm xúc nào hết. Xong,
đấy là phần chê. Giờ đến phần khen đây này. Dù là bộ phim nhận số điểm cà chua thối 45%, nhưng số điểm mà khán giả chấm vẫn đạt 75%. Điểm IMDb là 6.0, khá là ở mức trung bình. Như vậy thì đối với khán giả đại chúng, phim vẫn ở mức khá ổn để ra rạp. Thế thì phim đã làm được những gì? Đầu tiên là về nội dung. Bộ phim có một cốt truyện hợp lý. Valak có xuất thân rõ ràng, một thiên sứ đọa đầy bị chúa tước hết sức mạnh. Thế nên nó mới xuất hiện dưới hình dạng nữ tu để chế giễu cái tín ngưỡng thờ chúa của loài người. Valak đến trần gian để tìm kiếm và hấp thụ các thánh tích, chứ không phải là một con quỷ chống đối xã hội vì nó là ma quỷ như những phim khác nữa. Điều này chứng tỏ Valak là một con quỷ cao cấp hơn Annabelle hay mấy con ma khác. Mấy con ma kia thì đi bắt nạt người thường, còn Valak đại diện lực lượng chống chính phủ đi tìm thánh tích. Về cái phân cảnh đánh bại Valak, đầu tiên thì tôi sẽ khen ngợi đội CGI đã làm tốt. Hoặc ít nhất thì phim nó cũng tối nên là trông cảnh cũng thật phết. Quá trình đánh nhau cũng được chia làm hai phase, không bị dở hơi kiểu quỷ mạnh vãi rồi một hit là xong. Những nút thắt trong việc đánh bại con quỷ cũng được gợi ý rất nhiều từ những đoạn phim trước. Từ việc Sir Irene thoát ra khỏi hiến tế bởi lửa là do cô là hậu duệ của một vị thánh đã để lại đôi mắt thánh tích. Nó cũng giải thích cho việc tại sao Irene lại có khả năng nhìn thấy những điều kỳ lạ như vậy. Ở phase 2 thì đoạn dùng rượu vang để trừ tà nghe vẻ hơi đần, nhưng cũng đã được đạo diễn gợi ý từ trước. Từ việc Sir Debra đang đi tìm niềm tin vào giáo hội, cho đến việc cô nhắc đến một vị cha xứ dùng niềm tin biến nước thành rượu vang, tất cả đều nhắc nhở về sức mạnh lớn nhất của Chúa, đấy chính là niềm tin. Nếu chúng ta đã chấp nhận một con quỷ biết bay, xích cổ một sơ nữ da đen, thiêu sống một sơ nữ da trắng, thì cũng nên chấp nhận việc hai nữ sơ cầu nguyện và điều kỳ diệu xảy ra chứ nhỉ. Phe họ là quỷ thì bên mình Chúa cũng được giúp đỡ chứ. Chẳng nhẽ ban lãnh đạo cứ nhìn con dân mình đánh nhau khổ sở thế. Ít ra thì nó cũng mang yếu tố tâm linh và phù hợp hơn với một bộ phim ma. So với việc mở cánh cửa đỏ và đi đấm con quỷ, cái kết của The Nun 2 cũng đặt ra vô số câu hỏi. Như các bạn cũng biết thì vũ trụ The Conjuring thường liên hệ các phần phim với nhau, và có vẻ đạo diễn muốn nối chúng lại thành một phần liền mạch. Ở đoạn cuối của phim, Frenchie đã thoát khỏi Valak, nhưng ở cuối The Nun phần 1, anh lại được vợ chồng Warren trừ tà tiếp. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao giáo hội lại tìm đến vợ chồng Warren thay vì Irene? Liệu rằng The Nun đã thực sự bị đuổi về địa ngục ở The Conjuring 2 hay chưa? Như này đã là quá thừa để cho nhà sản xuất làm thêm The Nun phần 3 rồi. Tóm lại The Nun phần 2 cũng không tệ đến thế. Trong thời kỳ mà phim thuần kinh dị dạng ma quỷ đang đi xuống, đa số phim đáng chú ý đều thuộc thể loại dị giáo hay là body horror. Việc có một con quỷ xấu xí sồ ra từ trong góc nhà đã quá là cũ kỹ rồi. Khán giả cũng đã xem rất nhiều phim rồi. Ma quỷ thì có còn góc nào chưa sồ ra nữa đâu. Còn bồn cầu à? Thế thôi nhá. Thế nên là chỉ cần nhạc nổi lên hay là thay đổi nhỏ trong góc máy, thì người xem cũng có thể đoán ra ngay được là cảnh jumpscare tiếp theo như thế nào. Một khi người xem đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi thì nó cũng không còn đáng sợ nữa. Nên là một bộ phim có nhiều cảnh hù dọa sẽ bị đánh giá là tình tiết hù dọa dày đặc nhưng không hiệu quả. Còn với phim ít hù thì phim nhạt nhẽo, vào rạp mà buồn ngủ quá chừng, đấy là trường hợp của The Nun. Mặc dù không phải là không có phân cảnh ấn tượng, như là cái đoạn lật đống tạp chí để ghép lại thành hình của Valak vậy, mặc dù nó không đáng sợ lắm. The Nun có thể đang cố gắng đi theo một hướng khác đi, thêm các phần điều tra phá án, các chi tiết về lịch sử giáo hội, chứ không còn là một bộ phim thuần kinh dị nữa, mà đã có đôi phần giống như là Mật Mã Da Vinci. Cơ mà cả phần điều tra lẫn phần kinh dị đều chưa đạt tới kỳ vọng. Nếu xét nó là một phần phim riêng lẻ thì thôi, còn đặt nó trong cả vũ trụ The Conjuring thì phim đã làm ổn trách nhiệm của nó, kết nối được phần trước và mở ra những câu hỏi tiếp theo để tiếp tục làm phần sau. Tôi đánh giá The Nun 2 là lẩu tteokbokki, trước khi ăn thì háo hức, đi ăn về thì thề thốt không bao giờ đi ăn thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu ra phần 3 thì kiểu gì cũng thò mặt ra ngoài rạp. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.